Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Kim Hoang. Hôm nay mình vừa đặt mua một con cá bớp cân nặng 5,5 kg, dài 90 cm và rất tươi ngon các bạn ạ. Nhà mình rất thích ăn cái cá bớp này vì nó rất ngon và dễ chế biến được nhiều món, nên mình thường đặt mua nguyên con như thế này. Xem ra cũng không mắc hơn thịt heo bao nhiêu đâu cả. Nhân tiện, mình chia sẻ với các bạn cái cách đánh vẫy cá bớp và xử lý thế nào để khi ăn không còn mùi tanh của cá. Bây giờ, mời các bạn theo dõi video nhé. Đầu tiên, chúng ta cắt hết những cái vây trên thân cá. Sau khi cắt hết vây cá, chúng ta dùng dao đánh vẫy để làm sạch vảy cá. Các bạn lưu ý là vảy cá bớp nhỏ và cứng, nên phải đánh cho thật kỹ trên toàn thân của con cá. Khi đã đánh sạch vảy, rửa sạch cá bằng nước. Cho cá vào một cái thau lớn, dùng muỗng hạt chà đều khắp thân cá.
rửa lại nhiều lần bằng nước sạch để làm trôi hết cái mùi tanh của cá. Sau khi cá được đánh sạch vảy và rửa hết mùi tanh thì chúng ta tiến hành mổ lấy cái ruột cá ra ngoài. Rửa sạch phần thân cá rồi tiến hành cắt thành từng lát mỏng chừng 2-3 cm. Tách cái phần trứng cá ra khỏi cái phần ruột cá. Phần ruột cá cũng phải được làm thật sạch và xử lý bằng muối hạt. Chia đôi cái phần đầu và loại bỏ cái phần mang cá. Rửa lại tất cả các cái bộ phận của cá một lần nữa bằng nước sạch.
Cho riêng từng phần của cá vào hộp nhựa hoặc túi bóng, cất vào ngăn đông để ăn dần. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.